Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ. Thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quan hệ giữa hai nước thời gian tới, hay sự việc Trung Quốc bắt giữ trái phép tàu cá Việt Nam là những nội dung được báo chí quan tâm. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc lực lượng chức năng của Trung Quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh, Hoàng Sa là của Việt Nam. Việt Nam có quyền tài phán với quần đảo Hoàng Sa và các vùng nước phụ cận. Điều này đã được khẳng định nhiều lần. Việc lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng hải cảnh của Trung Quốc, bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền cũng như lợi ích cơ bản, hợp pháp, chính đáng của ngư dân Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ các cái quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, thả ngay toàn bộ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trái phép, bồi thường thỏa đáng các thiệt hại và chấm dứt không để tái diễn các cái hành động quấy nhiễu, bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trả lời câu hỏi về việc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Việt-Mỹ, ông Đoàn Khắc Việt cho biết trong thời gian tới, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai phương hướng hợp tác 10 năm tới và xa hơn nữa, như đã đề ra trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ trong thời gian tới để tiếp tục đưa quan hệ hai bên vững mạnh, toàn diện, ổn định lâu dài, vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Trước hết là thông tin liên quan đến việc